Ok anh em, nói chứ bây giờ em đọc khá solo với cái băng rồng một tí này. Đồng cừu. Chung anh này thì ê, gì vậy? Từ từ bình tĩnh anh, em chưa cắt bùa. Chưa xoay đổ mà. Đó. Sao? Nó không đánh. Tí nè em ơi, không đánh trời. Từ từ đã, nó đủ không mày? Rồi, đâu từ từ. Đợi tí anh. 42 bên. Anh đánh không? Không lại em đâu. À, anh em còn xem đồ nha. Cái bàn đồng cừu 26 với lại nhà cái kỹ năng vốn có một là đặng móc, đặng móc nha anh em. Nón đồng cừu vĩnh viễn, đai lưng, set hiệp cốt. Ok. Yêu anh. Bàn này hạng 8 server. Thấy chưa? Hai đào. Hai bắt đầu. Tiếp tục này. Tiếp ăn. Băng này cũng mạnh lắm. Tống kim thì bao phơ nhưng mà Khải băng đồ như thế này là đi liên đấu luôn á. Đọc ngắm vãi à. Đọc ngắm vãi à. Đọc ngắm vãi à. Đọc ngắm vãi à. Này mới quấn bắt đọc thôi nha, chưa xuống ngựa nha. Xuống ngựa mạnh nữa nha anh em. Chạy đâu? Chạy đâu con sâu? Chạy đâu con sâu? Chạy đâu con sâu? Ôi. Nhắn lộn phù à. Trời ơi. Đang đánh nhắn nhầm phù phù gì luôn vậy luôn. Lại nè. Mua nấu đi anh. Anh chín bên. Chạy đâu chết rồi. Hai cục bắt đọc chúng là đài. Nên xem nói chung là bao tay này cộng với những kỹ năng này là đặt mắt đồng cừu nha anh em, đặt mắt đồng cừu nha. Trong tầm này thì năm đọc solo tầm này bá rồi anh em ơi, chỉ thua Thiên Vương với Thiếu Lâm, nếu như gặp mạnh hơn thì thua thôi chứ còn 5 năm. Các bạn thì thua mình chắc rồi. Một cục nữa nè. Thấy chưa? Hai cục là chết thôi. Đâu phải đâu. Em chơi nâng độc khác thì số món nhà anh. Làm được bắt đọc cho người là thấy khó thấy chết rồi. Chạy chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu. Chạy đâu? Chạy đâu?
bà đọc đâu không? Thấy không? Đây mới gọi là năm đọc bơ đơ nha. Năm đọc bơ đơ, đánh đao cầm trưởng được hết. Em chú có ấn à, châu lắm. Ok, anh em xem đoạn video này cảm thấy hay thì đừng quên để lại Khải một like và chia sẻ giùm nhà anh em ơi. Ok, bye bye anh em nha. Chúc anh em vui vẻ nha.